Rồi, hello hello cô chú anh chị ha. Hello cả nhà. Đó, bữa nay thì ngày 7 tây tháng 11 ngày Đại Bồ Phong Ba Tri xin kính chào anh chị nha. Đó thì trước mắt cô chú anh chị mình bữa nay là siêu phẩm nha. Bữa nay là hoàn toàn là siêu phẩm không nha. Bữa nay em lên cho cả nhà mình 5 hoặc 6 con cái tơ này nha cả nhà. Cả nhà. Anh chị nào mà muốn bữa nay muốn mua bò cái tơ cô anh chị mình cứ nán xem hết clip nha. Bữa nay bò nhiều nha cả nhà. Đó, tha hồ cho anh chị chọn lựa luôn ha. Cái tơ là tháng tuổi tầm tầm 9 đến 12 9 đến 10 tháng tuổi, 8 đến 10 tháng tuổi nha cô chú anh chị ha. Thì anh chị trước khi xem cho em một like và đăng ký còn động lực làm video nhiều tí của anh chị mình nha. Đó thì hiện tại hai con cái tơ này là chiều cao nó em đo là một con là 1m12 bò và một con 1m17 bò nha cô chú anh chị ha. Đó, cái con đứng ngoài là 1m12, con đứng trong con 1m17, cô anh chị mình nhìn cũng ra được ha chứ. Đó. Thì chân cẳng chân móng là hoàn thiện hết, sát tích nghiêm chỉnh hết nha. Thì trước khi xem chị cứ ưng ý cứ liên hệ cho trại ha. Đó, bữa nay em sẽ quay em cập nhật bò cái tơ số lượng nhiều cho cô anh chị nha. Đó, mẫu này nói chung thì mẫu bơm bay lùn, hen lỗ tai nhỏ, xin này lỗ tai nhỏ thì nó nhanh lên giống lắm cô chú anh chị. Hen thì anh chị có mua cái tơ thì cô anh chị cứ nén cái phút cô anh chị xem ha. Đó thì bữa nay em báo mã số đây hen. Báo mã số cho cả nhà mình dễ câu và dễ nhận biết và dễ liên hệ hen. Đó, đây nè, mỏng quá cả nhà. Mỏng nó đeo nó cắn con, nó cắn đau phải một. Đó. Sai tích cực kỳ nghiêm chỉnh nè, nghiêm chỉnh ha. Đi qua con. Thì em báo mã số đây nha, cái con mét một, cái con 1 mét cái con 1 mét mốt này nè, 12 nè cô chú chị, là mã số 1 nha cô chú chị ha. Và con kia là mã số 2 ha. Một con 10 mét 17 mã số 2 nha. Đó. Đây nè, sùng sình hết nè. Cả nhà thấy nè, kiểu mẫu sùng sình hết. Thì tiền nào cô nấy nha anh chị. Đó. Đầu cổ chân cẳng cực kỳ vip hết đó. Thì bò này nói chung bữa nay là nó tương tương đồng giá với nhau hết. Thì anh chị ưng con nào anh chị cứ việc alo em con đấy. Con mã số 1, mã số 2 này đồng giá 12.500.000 mỗi con nha cô anh chị. Anh chị ưng con nào anh chị cứ alo em con đấy hen. Cho mình dễ chọn lựa hen. Con số 1 thì mẫu bông bay lùn, nó sùng sình kiểu mẫu hơn. Đó nhưng mà nó thấp hơn. Còn con số 2 thì mẫu bơm bay tây hen, chân cẳng xương sắp cao ráo hơn, dài đòn hơn hen. Đó, thì bò thì như nhau, sái tích nghiêm chỉnh hết. Anh chị cứ yên tâm về phần đó, cái chuyện đó để em lo. Bên trại em báo cho con chị mình sao chính xác vậy hen. Đó. Cả nhà mình thấy nè, đầu cổ chân cẳng móng nè. Rất là đẹp hen. Đó. Thì nói chung bò thả thì em thả gì cho cả nhà mình thấy bò nó đi tới, đi lui chân cẳng đồ ngon lành. Với cái kiểu dáng thùng thình của nó ha. Đó. Nên em không có cọt lại nha cả nhà. Thì anh chị nào muốn ví dụ chốt rồi á, thì anh chị có muốn làm dàm hay là lên dàm luôn hay là dây khớp gì đó, em sẽ làm lại cho anh chị. Nói chung là không có lên dàm cũng phải khớp, đừng cọt nha cả nhà. Đó, còn anh chị có yêu cầu làm dàm luôn, em sẽ làm dàm luôn ha. Bò này lên dàm rất là đẹp nha. Đi con. Đi. Đó. Mẫu bông bay tây nha cho anh chị. Nè, con này thì dài đòn, bốn chân kiền thú lúng miếng sùng sình lạch bạch ha. Còn con này cũng vậy, này mẫu bông bay lùn ha. Đó, đầu cổ chân cẳng rồi rất là đẹp. Đó, sùng sình nhưng mà có cái bò này bốn chân kiền trắng, nó không có bằng, nó không có được bốn chân kiền thú như con kia ha. Rồi ha, thì bữa nay cả nhà mình xem kỹ ha. Con số 1 là con mẫu bông bay lùn nha, con số 2 là con mẫu bông bay tây ha. Thì cả nhà mình lưu ý ha, coi ha, rồi em để qua mã, qua tới mã số 2 rồi lên tiếp tục cho cả nhà mình xem ha. Rồi cả nhà đón theo dõi tiếp tục nha. Rồi, hello hello con chị hen. Và để tiếp tục cái video hôm nay đó, cả nhà lên cho cả nhà hai con siêu phẩm đó nha cô chú chị ha. Đó. Hai con như hai con đực nọc. Đó, thì anh chị ưng ý nè, cô chú chị mình coi hen, thì tiếp tục là mã số 2 và con thì tiếp tục là con số 2, con số 3 và con số 4 nha cô chú chị ha. Đó, đây anh chị coi nè. Bò này thì chiều cao em đo nó là 1m17 đến 1m2 nha cô chú chị ha. Thì bị trong quá trình nó đi tới đi lui cả nhà, nên đo nó nằm trong cái khung đó nha.
Đó thì anh chị ưng ý con nào cứ liên hệ em con đó nha. Đó. Cái con gu này nè, cái con gu mình cao cao nhiều này nè, là mà con này là con số 4 nha cô chú chị nha. Và cái con này là con số 3 nè, đó. Con gu ít là con số 3 nha, con gu nhiều là con số 4 nha. Đó thì anh chị ưng con nào anh chị cứ gọi em con đó nha. Thì nói chung thì tiền nào của nấy nha cô chú chị, bò cái sái tích chân cẳng là cô anh chị cứ để em lo. Cô chị khỏi cần coi những vấn đề đó ha. Bò là bao 100% là nghiêm chỉnh, sái tích ok hết. Cô chú anh chị cứ coi rồi cái mẫu bò con nào đẹp, con nào đúng mẫu như cô anh chị thôi, với giá tiền thôi ha. Đó, sái tích lăn rưỡi, chân cẳng móng, cô chị yên tâm ha. Bò mà có sái bậy là em sẽ báo liền. Đó thì đang bò nó nhảy vô, nó chạy qua đây vô tối em lùa lại đây cho sáng. Đó. Đây, giờ. Nói chung em dồn cái gốc này cho sáng đó nha, cho dễ câu nha. Nè, thấy nè, chân cẳng sái tích đó là ngon sụt lại chút cho nó thoải mái, ép chi nó chạy tới chạy lui hoài. Đó nè, đầu cổ chân cẳng móng rất là ngon ha. Nè cả nhà thấy nè. Con số 4 nè cô chú chị. Đó, con số 4 á. Con này con số 3 nè cả nhà. Đó. Con số 3 nè anh chị thấy nè ha. Đó, tại vì bò đông á thì em tách ra em quay gì riêng cho dễ thấy số cả nhà chứ nên nó thấy mấy con kia nó cứ nhào qua bển thôi. Đó ha. Đó cả nhà thấy nè. Đúng đời anh cặp không? Đó, chân cẳng móng nè. Mới qua nó chào chào một chút gì cho nó im ru hết rồi ha. Đầu cổ sái tích nè, sái đầu rồi cả nhà thấy nè. Lại sái lưng cả nhà em nhìn sao cô anh chị cũng thấy luôn ha. Thì hai con này là một con này là cô chú chị, con này là số 3 nha, con gu nhiều là số 4 đó. Anh chị ưng con nào cô anh chị cứ liên hệ em con nấy ha. Đó, rất là vip hén thì không có làm mất thời gian cô chị mình nữa. Con số 3 đại bán giá báo giá công khai cho cô anh chị nè, cả nhà thấy nè, số 3 ha, đại bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn, 14.500.000 nha cả nhà, con số 3 cô chú chị 14.500.000 nha. Đó. Rồi con số 4. Đuổi con số 4 ra xíu. Ê. Rồi được nè, để nó đứng im. Con số 4 nè cả nhà thấy nè, con số 4 y như con bồ đực. Con số 4 y như con bồ đực ha, cả nhà anh chị thấy nè. Hết thuốc bò, gù chân cẳng móng bật hết ra. Đó. Thì nói chung thì tiền nào của nấy nha cô chú chị, con số 4 thì nói chung nó rất là đẹp, cả nhà thấy nè, đẹp lắm, đẹp nhưng mà có cái tiền cũng nhiều nha cô chú chị ha. Đó, con số 4 nè, thì con số 4 này trại bán giá, khoan, đi lên lại cho người ta coi cái, đó, nè, cả nhà thấy nè, con số 4 y như con đực, con số 4 này trại bán giá cho công khai cho cô chú chị mình luôn, ha, là 16.500.000 nha cô chú chị. 16.500.000 ha, chân cẳng móng hoàn thiện hết cô chú anh chị mình nha. Đó, thì số 3, số 4 em báo giá cho cả nhà mình xem hết rồi. Mình ưng con số mấy cứ việc alo cho Phong cái ha. Bò tới nhà liền, còn ví dụ như anh chị mà có ở gần trong huyện hay là liên huyện của tỉnh Bến Tre, con chị cứ đến trực tiếp xem bò ha. Và chốt bò. Đó. Còn anh chị xa cái việc alo ha, thì Tại sẽ giao đến cho con chị ha. Bò đúng y như trong hình ha. Bò này là tháng tuổi này em có báo đầu tiên rồi ha. Tháng tuổi thì tầm 8 đến 10 tháng tuổi nha cô chú anh chị ha. 8 đến 10 tháng tuổi. Đó cả nhà anh chị thấy nè. Đó, bò y như vừa được. Rồi hén thì hai mã này là con số 3 và con số 4 nha cô anh chị ha. Đó. Anh chị ơi, con nào mua cứ liên hệ con nấy ha. Cái tơ bò đã chích ngừa đầy đủ hết rồi cho mình hết rồi ha. Rồi ha, thì em cả nhà đón xem tiếp tục nha. Em sẽ qua clip xem tiếp tục hai con nữa cả nhà. Em chọn cho cả nhà mình hai con cái tơ nữa nha. Rồi. Rồi hello anh chị. Rồi ha, tiếp tục nha cả nhà. Tiếp tục là mã số 5 và mã số 6 nha cô chú chị ha. Thì anh chị ưng ý con nào cứ liên hệ em con nấy nha. Đó. Thì nói chung tiền nào con nấy nha cô chú chị. Bò thì VIP không à. Bữa nay bò VIP không cô chú chị ha.
Thì bò này em đo chiều cao con mét 1m10 18 17 18. Nói chung 17 tới 1m20 đi ha. Còn con kia thì con mét 17 17 tới 1m20 á là con mã số 5 ha. Con mã số 6 là 1m2 cả nhà ha. Mét 2 trở lên. Đó là con mã số 6 nha. Thì giá cả cực thường, hàng bò ở đầm. Hàng bò nó đầm thấm, lớn nó đầm thấm. Tháng tuổi cũng như nhau nha. Tháng tuổi từ 8 đến 10 tháng tuổi nha. Đó. Chân cẳng trái tích rất là nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị ha. Đầu cổ đẹp hết rồi. Đó, rúng yếm sùng sình ha. Rồi không có làm mất thời gian của anh chị mình nữa. Cái con mã số 5 này nè cả nhà. Cái mỏ nó, cái mũi nó đó. Chở về mới xe mới về là nó cọ vô cái thùng xe của anh chị. Thùng xe nó hơi bén, nó hơi trầy cái mỏ này nè cả nhà ha. Đó, cái mỏ nó hơi trầy trầy xíu ha. Đó. Đây ha, thì đây. Rồi con mã số 5 này không có làm mất thời gian làm vòng cho cô anh chị mình nữa nha. Mã số 5 này trạng bán giá công khai cho anh chị mình 15.500.000 nha. 15.500.000 bao ship cho anh chị mình tới nhà nha. Đó, tất cả bộ anh trại là bao ship hết. Thì con. Đó, đầu cổ chân cẳng cả nhà thấy nè, chân cẳng móng mặt mày con nào đẹp hết à. Có cái là ông ấy thôi. Đó. Rồi hen, rồi con qua con mã con số 6 nha cô chú anh chị. Đó. Con số 6. Con số 6 là cả nhà mình xem nè ha. Con 66 thì nói chung là nó cực kỳ. Đầu cổ chân cẳng móng rất là đẹp nha. Đó, anh chị thấy nè. Đầu cổ chân cẳng móng nè, rất là đẹp ha. Con số 6 thì nó lớn bò hơn con tất cả nãy giờ ha. Đó, anh chị thấy nè, đó. Con số 6. Đó. Con số 6 thì trại bán giá công khai cho con chị mình luôn 17.500.000 nha, bao ship con chị mình tới nhà nha. Đó. Bữa nay bò tơ rất là nhiều. Tha hồ anh chị chọn lựa luôn ha. Thì nói chung thì tiền nào có nấy nha cô chú anh chị. Đó. Đủ giá, đủ thể loại hết, anh chị ưng cặp nào anh chị cứ liên hệ em ha. Xe giao cho anh chị tới nhà. Thì hiện tại á tại đang có chuyến đi Thạnh Phú nè, Mỏ Cày nè, Trà Vinh nè, Vĩnh Long nè, Vĩnh Long nè, rồi Đồng Tháp, Cần Thơ luôn, An Giang, hen, Long Xuyên, An Giang của chú chị. Đó, những cái tỉnh đó là có bò đi giao hết nha. Thì anh chị ưng ý con nào cứ alo em. Còn hướng bên Cánh Tên thì Tiền Giang, Long An, thành phố Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước ha. Thì những cái tỉnh đó là xe em có đi hàng ngày hết ha. Đó thì anh chị có những cái tỉnh đó cứ alo cho em ha. Mình sẽ giao sớm nhất cho cả nhà mình ha. Còn đặc biệt ngày mai là có chuyến Thạnh Phú, Mỏ Cày, Trà Vinh. Đó. Thì những cái hướng ngày mai là có những cái tuyến đó ha. Thì anh chị lưu ý cặp nào anh chị cứ alo cho em ha. Em có báo chiều cao, mã số, giá cả từ con hết. Anh chị ưng con nào số mấy nói em cái à hen. Rồi hen thì em chọn tiếp tục cho cả nhà mình hai con nữa nha. Cả nhà để em lên tiếp tục cho cả nhà mình hai con nữa hen. Anh chị ưng con nào anh chị alo cho em nha. Rồi hello. Đây tiếp tục cô chú anh chị hen, tiếp tục con mã số 7 và con mã số 8 hen. Thì bữa nay hai con bò nhỏ. Đó, thì anh chị ưng ý con nào liên hệ con nấy ha. Con đây là một con cái và một con đực nha cô chú anh chị ha. Con cái đó là thì chiều cao nó là 1m nha cả nhà, mét lẻ đi, báo mét lẻ ha. Con đực cũng 1m nha. Đó, con đực hiện hơi khú khú đen đen á. Còn cái là bên đây ha. Thì anh chị ưng ý con nào liên hệ con nấy nha. Con mã số để số mấy người ta. Con mã số 7 giờ mã số 8 phải không? Đúng rồi. Con mã số 7 giờ mã số 8 nha cô chú chị. Con bò cái là mã số 7 nha cô chú chị. Con bò đực là con mã số 8 nha. Đó. Thì anh chị ưng ý cứ alo hen. Thì đối với hai con bò này thì em báo tướng bò cái đi. Bò cái là sái mặt nghiêm chỉnh, còn sái lưng là sái cao nha cả nhà, sái tròn. Chân cẳng móng thì đẹp hết hen. Đó. Hiện bò cái trại bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn hen, 9.500.000. Đó. 9.500.000 nha cô chú anh chị. Đó, anh chị ưng ý con nào cứ alo em con nấy nha. Đó, bao ship anh chị mình tới nhà. Đó. Rất là khéo nha cô chú anh chị ha. Rồi con đực.
Con đực này cũng vậy luôn, hai con đực con cái này là tháng tuổi nó ngang nhau con chị, hai tháng tháng tuổi nó khoảng tầm 6 tháng tuổi nha cô chú anh chị. 6 tháng tuổi ha, con đực này nè. Con đực thì sái tích là nghiêm chỉnh cô chú anh chị ha. Đó, để em quay em đi tới cho con đực nó bước đi cho. Cả nhà thấy. Đó, cả nhà thấy nè, đực ha. Đó thì con đực này nè, rất là vip, tháng tuổi là tầm 6 tháng tuổi nha cô chú anh chị, chiều cao nó là mét cái bò nha cô chú anh chị. Nè cả nhà thấy đực không? Đó ha. Hiện bộ đực này trại bán giá công khai cho con chị mình luôn, không có làm mất thời gian của con chị nha. Đực bán giá công khai cho con chị mình là 8.500.000 nha. 8.500.000 ha. Mã số 8 ha. Còn con cái là 9.500.000 là mã số 7 ha. Đó thì anh chị cứ nói mã số mấy là em sẽ biết bò đó liền, và anh sẽ giao cho con chị đúng bò ha. Đầu cổ chân cẳng móng rất là khéo nè cả nhà thấy nè. Xin lỗi cô chú anh chị, con đực nãy quên đó, con đực này nãy em báo là sái nó thì sái đầu chính nha, còn sái lưng là sái sụt nha cô chú anh chị ha, quên đó. Nãy em báo sái chính là sai với mọi người ha. Xin lỗi nha. Đó con bò đực là sái mặt thì đúng, sái lưng thì sái sụt nha cô chú anh chị ha. Đó nhưng mà có cái giá tiền này thì giá bị thui thôi, anh chị về muốn ăn bê màng, còn anh chị mà muốn chỗ béo dỗ ha. Cái sái thích là không thành vấn đề. Đó, con đực nè. Chân cẳng móng đầu chân tay đẹp hết nha cả nhà, cái súng cũng đẹp nữa ha. Đó thì giá cả có giá từ con, mã số từ con hết thì anh chị ưng con nào anh chị cứ việc liên hệ em con đấy nha. Đó con cái anh đứng phút này nè cả nhà, coi sái nè, sáng được sái sụp nè cả nhà ha. Sáng cái là sái tròn nè cả nhà thấy không, sáng nó tròn tôi hơi xơi lên gu của cả nhà thấy không ha. Còn sái đầu rất đẹp nha, bò đẹp ống ánh luôn cả nhà ha. Đó thì nói chung tiền này có đấy cô anh chị, bò nhỏ tiền thì nó sẽ không có toàn diện ha. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhỏ tiền thì thành ra nó hơi nhỏ bò ha. Thì hang bò tháng tuổi tầm 6 tháng tuổi thì anh chị cô chú nào ưng ý cứ liên hệ em ha. Đó đầu cổ chân cẳng móng rất là đẹp hết nha. Đó cái đuôi nè, con nào nấy chà bá lửa nè, qua bọng cũng ngon lành nha. Đó đó con chị mình thấy ha. Đó đây đó ha. Thì rồi hen, thì bữa nay em lên bò tơ cho cả nhà mình cũng khá là nhiều, 7-8 con vậy á hen. Thì có mã số 1 tới cho mã tới mã số 8 hen. Thì rất mong cô chú chị chương trình ủng hộ hen. Thì cũng cảm ơn cô chị đã tin tưởng và ủng hộ chương trình ủng hộ em trong thời gian qua hen. Trại cảm ơn cô chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chị trong ngày mới tiếp tục nha. Bữa nay clip cũng khá là dài rồi cô chú chị hen. Rồi em xin thân chào và hẹn gặp lại cô chị. Rồi chào tạm biệt quý vị.